Em à, em yên tâm đi. Anh và Trí Bân đã bàn bạc xong hết rồi. Công việc giặt ủi giao lại cho họ. Còn nữa, hợp đồng của cậu em và họ tất cả đều hủy bỏ, không sao đâu. Chịu cực bấy lâu, cuối cùng chỉ là công cốc. Bây giờ còn không biết có cần bồi thường hay không nữa. Nếu lừa máy giặt đó thật sự không có gì, có lẽ Nikki cũng không cần chịu trách nhiệm. Lô máy giặt đó đều là mua mới, làm sao có vấn đề chứ. Em cũng không biết lô máy giặt và máy sấy cũ đó có vấn đề. Vậy cũng có thể bán cho cậu mợ của tôi. Rõ ràng là các người cố tình muốn hãm hại mà. Ai kêu mợ của cô ham rẻ, đột xuất thay đổi ý định chứ. Cho dù mua xe cũ cũng phải đem tới gara bảo trì xong mới lái ra đường. Bây giờ xảy ra chuyện thì đổ thừa em tôi, cô cũng không nói phải trái chút nào. Vậy thì tốt rồi. Khổ là lần này liên lụy tới Salon. Nghe nói vụ việc lần này làm cho cô luôn cả chức quyền chủ tịch tập đoàn cũng không được làm. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Tôi chỉ tạm thời gác lại công việc của công ty, tập trung xử lý công việc dàn xếp vụ hỏa hoạn thôi. Em à, em đừng lo lắng. Mọi vấn đề bồi thường, công ty bảo hiểm đã giải quyết rồi. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Nhưng mà bây giờ ba chỉ lo vấn đề của cảnh sát thôi. Ba cứ yên tâm đi. Con đã nhờ Noel coi chừng giùm con. Hy vọng không có gì rắc rối lớn. Ăn đi ăn đi. Cô có nhầm lẫn không? Còn nữa, đừng nói tôi không nhắc nhở cô nha chị hai. Nghe nói thương xá đó đứng tên của cô để mướn, thân là người mướn, nếu xảy ra chuyện nhiều khi sẽ chịu trách nhiệm đó. Tôi khuyên cô nên đứng ngoài cuộc đi. Vụ cháy lần này làm cho người thuê từ tầng 2 đến tầng 4 của cánh tay thương xá chịu sự tổn thất với mức độ nhất định, cần phải kiểm tra và sửa chữa, cho nên tạm thời buộc phải đóng cửa. Vì vậy sắp tới chúng tôi sẽ cùng các cửa hiệu bàn bạc lại giảm tiền thuê và tiền bồi thường. Trong tay mọi người cũng có phương thức liên lạc với văn phòng luật sư chúng tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi. Còn nếu bây giờ các bạn có bất cứ thắc mắc gì đều có thể đặt câu hỏi. Tuy lần này cánh tay chúng ta không bị lửa bén trúng, nhưng từ sau vụ hỏa hoạn, do có tin đồn nói hệ thống chữa cháy của thương xá chúng ta có vấn đề, làm cho dòng người hàng ngày trong thương xá đều giảm đi rất nhiều. Hy vọng là cô cũng xem xét lại có thể nào miễn giảm tiền thuê của hộ kinh doanh cánh tay chúng tôi hay không. Cũng may chúng ta có nghe lại Kỳ nói, không đề cập chuyện mua lô máy giặt cũ và máy sấy cũ. Bây giờ lấy tiền bồi thường coi như bù được khoản lỗ, lụm được may mắn. Hả? Charlotte, cô tới rồi sao? Bắt đầu từ hôm nay, Mary sẽ tạm thời tiếp quản công việc thư ký của Annie cho tới khi tuyển được thư ký mới cho cô. Vậy còn Annie? Hôm qua Annie đã đệ thư từ chức. Cô nói là do cô tắc trách nên tự động xin nghỉ. Còn bù thêm 2 tháng tiền chờ thông báo, lập tức nghỉ việc nữa. Nghỉ việc? Đột ngột vậy sao? Phải, chắc là cô không biết làm sao đối mặt với Charlotte. Tóm lại có chuyện gì cô cứ căn dặn Mary làm đi, cô có kinh nghiệm lắm. Cô đáng được hưởng. Cảm ơn anh Khâu. Ngoài ra, tôi còn tìm một bệnh viện ở Thụy Sĩ cho cô và một bác sĩ chuyên khoa gan sẽ mau chóng làm phẫu thuật cấy ghép gan cho ba của cô. Những chi phí khác tôi đã giải quyết giùm cô. Cô có thể yên tâm rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Khâu. Cũng là cô giúp tôi giúp cô. Tóm lại cô phải nhớ, bắt đầu từ hôm nay, tôi và cô không có bất cứ quan hệ gì. Còn nữa, từ nay đừng xuất hiện trước mặt cô Charlotte nữa. Chuyện đó anh yên tâm, tôi nhất định làm được. Có điều tôi cứ cảm thấy hình như có lỗi với Charlotte lắm. Cô làm ơn rõ ràng một chút. Cô làm vậy là vì ba cô. Quan trọng là cô không thể với gia đình. Charlotte là trưởng nữ của Khâu thị, có cả một Khâu thị chống đỡ cho cô. Cho dù truy cứu, cùng lắm chỉ là phạt tiền, sẽ không có chuyện. Cô lo cho bản thân trước đi. Biết rõ chưa? Dạ biết anh Khâu.
Charlotte. Tim em gấp như vậy, có gì không? Anh nghe Noel nói chú ba của em kêu em tạm gác toàn bộ công việc đang làm, có phải thật không? Truyền tới chỗ anh rồi sao? Lần này đâu có liên quan tới em. Liên quan đến em hay không, không phải do anh quyết định. Tóm lại chuyện của em không liên quan đến anh. Nếu có gì cần giúp đỡ... Không cần. Anh để dành giúp Nana đi. Em có thể nghe anh giải thích không? Hôm đó anh đã uống sai, nhưng mà anh thật sự không biết mọi chuyện trở nên như vậy. Anh không nhớ gì hết. Anh bị mất trí. Anh bị mất trí? Anh là luật sư mà. Nếu đứng ở tòa, anh nói cho quan tòa biết anh bị mất trí, bồi thẩm đoàn có tuyên anh vô tội không? Ok. Cho dù em coi như anh đã uống rượu, vậy thì sao chứ? Chuyện đã xảy ra thì xảy ra rồi. Thật ra anh muốn làm gì thì làm. Tại sao lại gửi tin nhắn kêu em tới nhà anh làm gì chứ? Em nói gì? Anh gửi tin nhắn kêu em tới nhà anh hồi nào? Tin nhắn này không phải anh gửi. Không phải anh gửi? Vậy thì ai gửi? Anh không có gửi tin nhắn này. Không tin em coi. Là do em dùng điện thoại của Cao Tuấn gửi cho chị, không liên quan đến Cao Tuấn. Chị muốn biết tại sao em làm như vậy? Em không muốn chị cản trở em và Cao Tuấn tiến tới. Em không muốn chị làm người thứ ba. Nana, em chững chạc một chút có được không? Em đừng làm những chuyện trẻ con như vậy nữa được không? Chị thật sự có nhiều chuyện cần lo, nhiều chuyện cần xử lý, không rảnh nghĩ tới những mối quan hệ trai gái này. Chị nói vậy là được rồi. Chị đừng nói không đúng lòng. Quay lưng đi thì bám theo Cao Tuấn. Những gì chị cần nói chị có vậy, em tin hay không thì tùy. Chị đừng tưởng Cao Tuấn là của chị. Em không tin ảnh không yêu em. Charlotte, thank you.